Siết nợ bạn thân. Thôi, mệt quá, nghỉ tí đã. Này, mai khai giảng, cậu có cái áo trắng mới nào để mai diện đi học không? Quy định là phải mặc áo trắng đấy. Làm gì có, tớ chỉ có mỗi cái áo trắng cứ hai hôm mẹ lại giặt một lần thôi ấy. Mẹ cậu mua áo mới cho cậu à? Đâu có đâu, nhà khó khăn thế thì lấy đâu ra tiền mà mua đồ cơ chứ. Tớ còn mỗi cái áo trắng 5 miếng vá, cử động mạnh là rách luôn. Có sao mặc nấy, việc gì mà ngại. Nhỏ khi tớ chạy mà rách áo thì bọn bạn trong lớp thế nào cũng cười vào mũi cho xem, xấu hổ lắm. Được rồi, mai tớ sẽ có cách để đánh lạc hướng chúng nó giúp cậu. Thật chứ? Thật. Eo ơi, thằng Mít bị hâm rồi. Giữa mùa hè mà mặc như thế chứ. Leo leo. Mặc kệ chúng nó, cậu đến rồi à? Sao giữa mùa hè cậu lại mặc áo len đi học thế? Thì hôm qua đã bảo là tớ sẽ đánh lạc hướng để chúng nó không cười cậu còn gì. Áo len hay áo sơ mi thì cũng màu trắng cả, có khác gì đâu. Tưởng cậu có cách gì chứ, mặc áo len giữa trời nóng bức thế này sao chịu nổi. Không sao, mặc một lúc lát về cởi ra là xong. Nhưng bị chúng nó trêu kia kìa. Kệ chúng nó, cậu không bị trêu là được rồi. Hay cởi ra, không thấy nóng hả? Thôi, chịu nóng nốt buổi khai giảng. Cậu cứ đi với tớ, bọn chúng nó sẽ chỉ chú ý đến tớ thôi. Nhiều năm sau đó. Anh thấy chưa, bạn bè cái nỗi gì mà lừa đảo nhau như thế. Giờ chúng ta sẽ ở đâu đây? Em biết cái gì mà nói lừa đảo. Chuyện chưa biết thế nào, chúng ta cứ dọn tới đây một thời gian đã rồi tính tiếp. Anh thấy chấp cả căn nhà cho bạn anh mượn làm ăn mà không thèm để ý đến lời can ngăn của em. Giờ anh Lâm làm ăn thua lỗ bỏ đi đâu không biết, thì có khác nào trốn nợ lừa đảo không? Anh xin em đừng khóc lóc nữa, cứ để anh lo liệu. Có nhà thì bị gán nợ, vợ đi ở thuê, còn anh Lâm đi đâu, có chắc mà về trả nợ không nữa. Sao ba lại khóc? Ba sợ chú Lâm không trả tiền ba hả? Không phải đâu con, cái bà lo bây giờ không phải là căn nhà này hay số tiền nợ mà hiện giờ chú Lâm đang trốn chui trúng lũi nơi nào. Còn nợ nần ai nữa không? Chú Lâm là rất đáng tin hả ba? Đúng vậy, chắc chắn rồi, chú Lâm sẽ quay về gặp ba. Con lên giường nằm yên cho mẹ, ốm bây giờ. Anh nghỉ sớm đi, mấy tháng nay anh đã làm việc cả ngày rồi, lại còn thêm việc ngoài nữa, sức nào chịu nổi. Em và con ngủ trước đi, anh tranh thủ một chút, sắp tới anh sẽ thuê một căn nhà tốt hơn. Anh xin lỗi vì để em và con phải chịu khổ. Tháng nào anh cũng bị trừ nửa lương vì khoản nợ ngân hàng thế này. Thật ra em không biết phải xoay sở thế nào. Sắp tới cô Bin phải tham gia khóa học tiếng Anh nữa. Em yên tâm đi, anh lo được mà. Không biết anh Lâm có thấy áy náy vì để chúng ta ra nông nổi này không nữa. Mấy bữa trước em thấy mọi người đang kéo tới nhà anh ấy siết nợ, còn nhà mình thì chả có gì đảm bảo cả. Em không hiểu tại sao anh lại tin anh ấy nữa. Chỉ sợ niềm tin đặt nhầm người. Tớ xin lỗi, thật không còn mặt mũi nào mà về gặp cậu. Cậu cứ vào đây, khoan hãy nói chuyện, ướt hết người rồi kìa. Anh, sao anh lại thế? Anh còn vác mặt về đây nữa hả? Anh về nhà nhìn bạn anh xem đang sống thế này. Tất cả là vì chồng tôi tin tưởng anh quá, giờ mới trắng mắt ra. Sao cậu lại làm thế?
tớ xứng đáng bị đối xử tệ hơn nữa. Cậu vẫn tin tớ không phải là kẻ lừa đảo à? Tớ gửi lại cậu trước một số tiền, sau này lo liệu đủ tớ sẽ chuộc lại nhà cho cậu. Cậu mới làm ăn thua lỗ lấy đâu ra? Giờ cậu vẫn còn lo được cho tớ à? Tớ trốn nợ lên mỏ than của chú tớ làm việc, được mọi người giúp đỡ, nên giờ tớ cũng mở được một công ty vận chuyển nhỏ. Tớ thành thật xin lỗi, trong thời gian qua đã vô trách nhiệm chạy trốn, để lại cả số tiền nợ lớn cho gia đình cậu. Cậu mạnh khỏe về được đến đây là tốt lắm rồi, còn nhiều thời gian, chúng ta cùng cố gắng làm lại. Chuyện nhà cửa có mất cũng sẽ mua lại được, chỉ có tình bạn thì không bao giờ mua được đâu. Dù có chuyện gì đi nữa, tớ vẫn luôn tin cậu sẽ về. Cảm ơn cậu, nhưng sao cậu lại có niềm tin lớn đến vậy ở mình? Vì chúng ta là bạn thân mà. Cậu đã vì lời hứa với tớ mà mặc áo len giữa mùa hè để đến lớp. Sao giữa mùa hè cậu lại mặc áo len đi học thế? Vì tớ đã hứa đánh lạc hướng bọn bạn cho cậu rồi mà. Trạm điều hành sao băng. Con à, đêm khuya rồi đấy, dậy đi học đi nào. Chưa khuya lắm mà ba, cho con ngủ thêm chút nữa đi. Con không nhớ hôm nay lớp con sẽ có buổi tham quan trạm điều hành sao băng à? Nếu đến muộn sẽ không kịp giờ tham quan đâu con. Đúng rồi, tí nữa thì con quên mất buổi tham quan thú vị này rồi. Mau đi đánh răng rửa mặt, ăn bữa khuya rồi cùng ra bến xe Ngân Hà với ba. Ba. Chào các em, anh là nhân viên trạm sao băng. Hôm nay anh sẽ phụ trách dẫn các em đi tham quan trạm. Bây giờ các em hãy xếp hàng và đi theo anh nhé. Đây là phòng hỗ trợ an toàn bay. Sao băng bay lướt qua bầu trời với một tốc độ rất lớn nên phải có phòng kiểm soát hỗ trợ khi cần thiết. Tại sao sao băng lại phải bay với tốc độ lớn như vậy ạ? Thứ nhất, vì sao băng phải xuống thấp hơn so với những ngôi sao khác nên phải bay nhanh để thắng được lực hút của trái đất. Thứ hai, sao băng thường chở rất nặng. Nếu không bay nhanh, sao băng có thể sẽ rơi xuống đất và vỡ vụn. Nguy hiểm quá! Sao băng chở gì mà nặng đến vậy hả? Hãy cùng anh tới căn phòng tiếp theo để biết được sao băng chở gì nhé! Đây là những khối cầu ướt. Bên trong chứa những lời ước nguyện. Công việc của sao băng là thu những lời ước nguyện của con người về và bỏ vào trong các khối cầu này. Những khối cầu đẹp quá! Sắc thân. Những lời ước nguyện thuần khiết, trong sáng đều rất nhẹ, thậm chí còn giúp nâng cao sao băng lên. Nhưng bên cạnh đó, có những ước nguyện rất nhỏ nhen, ích kỷ. Chúng thường có màu xám hoặc đen. Những lời ước nguyện này ngược lại rất nặng nề, khiến cho sao băng bay rất khó khăn. Các em có thể lần lượt nhấc thử một khối cầu trắng và xám để so sánh. Nhớ cẩn thận nhé. Nặng thật đấy, không thể nhấc lên nổi. Khối cầu này nhẹ nhàng cứ như không ấy. Cho tớ thử với. Vậy thì sao băng đem lời ước nguyện về đây để làm gì ạ? Sau khi đem về đây, các nhân viên ở đây sẽ thổi ánh sáng hy vọng vào những lời ước nguyện đó, để làm tăng thêm sức mạnh, niềm tin và ý chí cho con người, giúp con người có thêm nghị lực, kiên trì thực hiện điều mình vẫn cầu nguyện. Đối với những lời ước nguyện ích kỷ, chúng ta sẽ làm cho nó trở nên trong sáng hơn, để nó không còn bị vẩn đục bởi những ham muốn ghen ghét, đố kỵ nữa. Tuyệt quá! Mình đã biết công việc của sao băng rất tuyệt, nhưng mà không ngờ lại có ý nghĩa lớn lao đến như vậy. Phải đó, mình cũng không ngờ công việc của sao băng lại nguy hiểm đến như vậy nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến đài quan sát để tận mắt chứng kiến sao băng làm việc như thế nào nhé. Hăng hờ, thích quá. Sao băng 10 báo cáo đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Sao băng kìa.
khỏi bệnh. Mong sao con sẽ đỗ đại học. Mong sao cho hắn ta bị cắt chức. Mong cho kẻ bội bạc đó sẽ phải trả giá. Hôm nay điều ước nặng nề quá. Phòng an toàn bay báo cáo chỉ số ra sao rồi? Báo cáo, chỉ số tương đối đang sắp chạm ngưỡng không an toàn. Sao băng 10 hãy cố lên, cố lên. Sao băng 10 trở về rồi, tăng lực đẩy lên mạnh nhất. Rõ, đã tăng lực đẩy mạnh nhất. Nguy rồi, trạm điều hành cần trợ cấp khẩn cho sao băng. Con cũng muốn làm sao băng. Con muốn được chở những ước mơ và thổi vào đó hy vọng, để tăng thêm niềm tin, ý chí cho con người. Làm sao băng là một nghề đòi hỏi nhiều sự hy sinh thầm lặng đó con. Con có chắc là mình muốn làm sao băng không? Con chắc chắn. Những mục tiêu lớn đều đòi hỏi phải có những hy sinh, nỗ lực vượt qua gian khó. Chuyện nhà bé Minh. Nhanh vào Minh, sắp muộn giờ học rồi kìa. Con xong rồi đây ạ. Chết rồi, muộn giờ rồi. Đã thấy lại còn mắc đèn đỏ nữa chứ. Hôm nay có buổi họp quan trọng mà không đến kịp thì chết dở. Nhanh nào. Đèn vẫn đang đỏ mà ba. Khi đang vội thì phải nghĩ cách thật linh động để giải quyết được vấn đề nhanh nhất chứ. Ồ, thì ra là vậy. Hai cha con chuẩn bị ăn tối nhé. Dạ. Hôm nay ở lớp có gì vui không con? Dạ, hôm nay cô trả bài kiểm tra, con được 10 điểm đó ạ. Ờ, tốt. Phải phát huy đấy nhé. Ăn nhiều vào còn có sức mà học nghe con. Càng lên lớp bài vở càng khó. Có gì không hiểu cứ hỏi ba mẹ. Sao bài này khó thế nhỉ? Mai cô kiểm tra vở bài tập rồi. Không làm đủ bài sẽ bị phạt. À phải rồi. Cậu làm xong bài tập rồi hả? Cho tớ mượn vở về để làm xong, tớ tham khảo nhé. Được thôi. Hay là mình... Con đang chép bài bạn đó à? Dạ, dạ, con... Con có biết như thế là xấu lắm không? Mẹ đã bảo, có gì không hiểu phải hỏi ba mẹ rồi kia mà. Có chuyện gì mà to tiếng với con vậy mẹ nó? Anh xem, con nó không tự giác làm bài tập về nhà, lại mượn vở bạn chép bài thế này đây nè. Tại bài tập khó quá, mà mai cô kiểm tra rồi, nên con mới... Thế là con không đúng rồi, nếu mai cô thu bài, thì con phải sắp xếp thời gian làm bài tập sớm hơn chứ.
Mượn vở bạn chép bài là con đã vi phạm nội quy của trường lớp. Hành động đó là rất xấu. Con biết chưa? Lần sau con không được như thế nữa nha. Lần đầu ba mẹ chỉ nhắc nhở. Nếu tái phạm sẽ phạt nặng đó, nghe chưa? Tại mai nộp rồi nên con mới thế. Lại con cái à? Hôm trước ba cũng thế mà. Ba cũng thế? Hôm trước ba đưa con đi học, đến ngã tư đèn vẫn còn đỏ mà ba lại đi. Ba bảo khi đang vội thì phải nghĩ cách nào thật linh động để giải quyết vấn đề nhanh nhất còn gì. Anh như vậy là cũng sai rồi. Dù vội đến mấy nhưng phải chấp hành luật an toàn giao thông, còn làm gương cho con học tập chứ. Ừ, anh biết rồi. Con cũng biết lỗi rồi, từ nay con sẽ không thế nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.